Cháu Nghi em xin mến chào quý ông bà, cô chú và anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú và anh chị đến với nội dung tiếp theo trên kênh Trao Yêu Thương. Em Hiệu chào quý ông bà đấy. Cháu Hiệu xin chào tất cả quý vị khán giả đang theo dõi trên kênh Trao Yêu Thương của anh Nghiêm. Thưa quý ông bà, cô chú và anh chị, thì hôm nay cháu Nghiêm có ra thăm hai bé Trúc Nhôi quý ông bà. Thì cháu có rủ em Hiệu là đi cùng. Và hiện tại thì em Hiệu cũng đang lập một kênh YouTube đi chia sẻ những hoàn cảnh khó khăn. Thì em Hiệu cũng lập kênh trước cháu Nghiêm cũng 1-2 tháng rồi. Thì hôm nay hai anh em mới có dịp là đồng hành với nhau trên một thước phim. Thì Hiệu có thể giới thiệu một chút cho quý ông bà được biết nhỉ? Dạ, cháu Hiệu cũng xin tự giới thiệu với tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị ở trên kênh Trao Yêu Thương. Là cháu Hiệu cũng có làm một kênh về thiện nguyện. Thì hiện tại thì cháu Hiệu cũng đang đi giúp đỡ được một số hoàn cảnh ở bên khu vực khác. Thì ngày hôm nay thì rất vui khi được cùng anh Nghiêm là đến trên này và thăm Trúc Nhôi. Cũng được thấy anh Nghiêm chia sẻ về gia đình của Trúc Nhôi rất là nhiều rồi, thì hôm nay mới có dịp lên. Còn kênh của cháu Hiệu là Xin Hiệu Vlog, nếu mà quý cô anh chị có quan tâm thì sang ủng hộ cháu Hiệu. Cháu Hiệu xin cảm ơn ạ. Thưa quý ông bà, thì cũng rất mong là sau khi quý ông bà theo dõi được thước phim này thì sang đăng ký cũng như ủng hộ cho em Hiệu một lượt đăng ký và một lượt chia sẻ kênh của em Hiệu là Xin Hiệu quý ông bà. Thì hôm qua cháu Nghiêm bé Nhôi ở nhà là hay đi nghịch nước ấy quý ông bà. Mấy hôm nay mưa nhiều nên là mấy khe ở cạnh nhà bé Nhôi là nước chảy rất là xiết. Khi mà thấy có vũng nước đây là bé Nhôi là hay đi tắm cái vũng nước đấy, thì hôm qua cháu cũng được bà gọi điện cho cháu là con đi nghịch nước và suýt nữa bị nước quấn đi ấy quý ông bà. Thì cháu sợ quá nên là tối hôm qua cháu đã đón bé Nhôi là xuống đây ở với Trúc rồi quý ông bà. Bởi vì là khi mà cho bé Nhôi xuống đây ở với Trúc thì hai chị em được gần gũi nhau hơn, ở cạnh nhau thì bé Nhôi sẽ không đi nghịch nước được nữa. Với cả đợt trước cháu Nghiêm chia sẻ lên thì nhiều quý ông bà cũng bảo là bây giờ bé Trúc đi trốn như thế mà cháu Nghiêm lại ghi hình lên, xong là chả khác gì vé đường cho Hiêu chạy để cho người mẹ biết chỗ ở của Trúc và đi xuống đây để bắt cóc Trúc. Thì cháu cũng giải thích với quý ông bà là chỗ ở hiện nay của bé Trúc với Nhôi là cũng ở khá là gần huyện, gần chỗ mà chúng cháu ở ấy, nên là khi mà có chuyện gì thì cháu cũng lấy số cho cái chú chủ nhà. Thì cái chú đấy nếu mà có chuyện gì cũng gọi điện cho cháu để cháu ra xử lý kịp thời. Với cả là cháu cũng muốn là cho các con xuống đây, thì khi nếu mà người mẹ mà xuống đây ấy, thì cháu cũng muốn một gặp người mẹ một lần để nói chuyện rõ ràng hơn về cái chuyện của hai bé Trúc Nhôi của ông bà. Đấy là trong trường hợp nếu mà người mẹ tìm được xuống đến đây. Và hiện tại thì cháu ra đến đây thì thấy hai con Trúc Nhôi là đang ngồi ở kia, chả biết đang ngồi làm gì quý ông bà. Thì bây giờ cháu cũng có một thử thách, là giờ anh em mình có một thử thách cho hai bé. Bởi vì là ngày trước anh cũng có dặn hai bé rất là nhiều là nếu mà gặp người lạ cho bánh kẹo hay là cho gì, hay là nếu mà gặp người lạ mà đón bảo là đón đi chỗ anh thì cho các con là không đi, bởi vì là sợ nhiều người xem được thước phim của anh ấy thì sẽ lợi dụng bảo là gặp các con ở đâu xong là cho bánh kẹo hay là cho gì xong bảo là đón đi chỗ anh xong là lừa đi bán ấy. Thì nãy anh cũng có mua một ít bánh kẹo cho hai con ấy, thì bây giờ anh sẽ nhờ em một chút nhá. Anh sẽ ra kia xong là anh đi xuống đường dưới kia để ghi hình, còn em thì sẽ đi thẳng. Em sẽ đi thẳng xong là cầm bánh kẹo đi. Em gặp hai bé xong là em sẽ rủ hai bé là đi cùng em. Rủ sang chỗ anh. Đúng rồi, bảo là bây giờ cho bánh kẹo bố Nghiêm bảo thấy các con ở đây thì cho chú về đón. Đấy, xong là xem phản ứng của hai bé như nào nhé. Thì hai bé thì cũng chưa biết mặt em đâu. Đúng rồi, bởi vì hai bé là chưa gặp em Hiệu này bao giờ quý ông bà, nên là cháu sẽ nhờ em Hiệu thử các con một lần. Bởi vì là cháu sợ là nhiều khi ấy, chia sẻ thước phim lên thì sẽ gặp người xấu ấy. Người xấu là lợi dụng, ví dụ như là thấy các con ở đâu thì lợi dụng bảo là quen cháu Nghiêm xong là dụ dỗ các con đi cùng ấy. Nên là trước cháu Nghiêm cũng dặn các con khá là nhiều lần rồi, thì bây giờ cháu sẽ thử cho bạn em Hiệu này thử một lần xem là các con có còn nhớ lời dặn của cháu Nghiêm không. Thế thì em gần mic vào đi.
xong rồi bây giờ em cứ ngồi xe đi bình thường nhá, còn anh thì à nhưng mà em phải đợi bọn anh đi ra kia xong rồi đi nấp vào chỗ kia đó, xong rồi em ngồi xe đi ra sau nhá. Vâng. Anh cứ ra kia đi, xong rồi em ngồi xe ra, anh cứ ra kia chuẩn bị ghi hình đi. À hay là anh không đi nữa, em với bạn quay phim đi thôi. Bạn quay phim thì chắc là bạn quay phim cũng ít lên này, cũng không biết. Bạn quay phim thì thường trốn vào đây thôi, xong rồi em cứ đi nhé. Anh cứ okay. Ở đây không đi nữa. Để em thử lòng con nuôi của anh xem nhé. Giờ cháu sẽ đi hỏi hai bé xem là hai bé có đi với cháu không nhá, các bác nhá. Con đang bán dứa à? Nhà con ở đâu? Con ở nhà bác hàng xóm. Nhà ở tận đâu? Thế lấy dứa này là về đây để bán à? Thế dứa này thì bán bao tiền một quả đây? Hay là bán như nào? 5.000 một quả. 5.000 một quả á? Ừ. Thế còn cái bắp bi chuối kia? Hai cái năm cũng là 5. Cũng là 5.000 à? Ừ. Thế là bán đồng giá hết đúng không? Ừ. Bây giờ chú sẽ mua hộ hai con nhá. Cái chỗ này là 5.000 một quả, chỗ này là 40.000 này, đúng không? Ừ. À đây là 20.000 này, đúng không? Ừ. 4 quả, cộng với cái kia nữa, cái kia là 10.000 à? Cả 2 là 10.000 đúng không? Là 50.000 đúng không? Ừ. Thế con có phải là hình như chú thấy là con giống con nuôi của anh Nghiêm đúng không? Ừ. Phải không? Phải. Thế hai con tên là gì? Con tên là Thèm Thị Trúc. Thèm Thị Trúc à? Thế còn con? Tên là Thèm Thị Trúc. Thế có biết chú không? Không. Không biết à? Vâng. Thế hôm nay ra bán dứa đây thì chú cũng vừa đi qua bên kia về. Thì chú thấy hai con đang bán đây thì chú muốn mua ủng hộ hai con được không? Có. Đấy thì bây giờ chú sẽ mua chỗ này nhá. Đâu, để chú lấy túi nhá. À đây, nãy chú có qua kia có mua được ít bánh kẹo này, hai con có ăn kẹo không? Ừ. Hả? Hả? Có ăn kẹo không? Để chú bóc ra cho nhé. Ừ. Sao lại không? Ừ. Không ăn kẹo à? Ừ. Sao lại không ăn? Con không biết chú. Hả? Con không biết chú. Không biết chú thì không nhận à? Ừ. Kẹo này chú mua về mà, chú cũng biết bố Nghiêm của các con mà. Ừ. Không á? Ừ. Tí, lúc nãy bố Nghiêm cũng có bảo chú về đây đón các con đi sang bên kia ấy. Thì bây giờ là chú sẽ mua chỗ này cho các con, xong là đi cùng chú sang bên kia nhá, đi sang chỗ bố nhá. Ừ. Hả? Ừ. Không á? Ừ. Sao lại không đi nhỉ? Đi cùng chú đi sang chỗ bố mà, chỗ bố Nghiêm mà. Tại sao lại không đi? Hả? Sợ. Sợ cái gì? Sợ khí. Bây giờ chú bóc kẹo ra cho hai đứa nhé. Đấy, đây, bây giờ lấy kẹo đi. Lấy kẹo đi. Hả? Không lấy à? Không lấy. Không là nhận đi đấy. Không lấy. Tại sao lại không lấy nhỉ? Chú cho kẹo mà. Thế bây giờ chú sẽ mua cái chỗ này để ủng hộ hai con nhá. Ừ. À này, đây tiền đây đúng không? Ừ. 50.000 đúng không? Ừ. Đúng chưa? Ừ. Đấy, còn là bây giờ chỗ này là của chú nhá. Xong là bây giờ hai cháu đi cùng chú sang chỗ bố Nghiêm nhá. Lúc này bố Nghiêm có bảo chú sang đón hai con sang chỗ bố Nghiêm ấy. Vâng. Nhá. Vâng. Ăn kẹo xong đi đi. Vâng. Đấy. Không lấy à? Vâng. Thế thôi. Để ở đây xong rồi tí nữa gặp bố Nghiêm xong là mình lấy sau. Nhá, đi. Vâng. Đi thôi. Vâng. Đi thôi. Nhôi, đi đâu ấy? Ôi giời.
không đi chỗ bố Nghiêm à? Sao lại không đi nhờ chú? Bố Nghiêm bảo chú sang đón mà. Thế là hai bạn nhỏ này là không nghe theo lời của cháu Hiệu rồi cơ. Chắc là hôm nay có hai cháu chạy đi mất. Cháu Hiệu cũng có định cho một ít bánh kẹo nhưng mà không nhận. Hãy bảo rủ sang chỗ anh Nghiêm nhưng mà cũng không nhận. Ơi! Đấy, cháu Hiệu vừa thử hai bé một chút nhưng mà hai bé là không nghe theo cháu Hiệu các bác. Là cháu Hiệu có đưa bánh kẹo cho nhưng mà hai bé không nhận. Đấy, rủ đi chỗ anh Nghiêm nhưng mà chỗ bố nuôi của hai cháu ấy thì hai cháu cũng từ chối cháu Hiệu luôn và bỏ chạy đi rồi các bác. Thì giờ sẽ ra gặp anh Nghiêm xem anh Nghiêm là đang nấp ở đâu rồi. Anh Nghiêm ơi! Anh ơi! Ra đây! Anh Nghiêm đang nấp trong bụi cỏ kìa các bác. Thì cái này thì hai bé không biết là anh Nghiêm về đây đâu các bác. Sao rồi? Không được anh ạ. Em cho kẹo nhưng mà hai bé không nhận. Với lại em cũng bảo rủ đi sang chỗ anh nhưng mà hai bé cũng từ chối xong là bỏ chạy đi lên trên trường. À, thế là rất tốt đấy. Anh chỉ sợ là khi mà rủ như thế là hai bé đi theo là rất là nguy hiểm. Thế là em lại không lừa được hai bé đi theo đúng không? Không lừa được. Chứng tỏ là các con là rất là tỉnh đấy. Đấy thì hai bé này chắc là anh cũng dạy các bé nhiều rồi đấy. Đúng rồi, bởi vì là anh rất là sợ nhiều kẻ xấu lợi dụng lấy tên của anh xong là bảo là đón đi chỗ anh hay là lừa các con ấy. Cho nên là hôm nay anh mới bảo là thôi thì hôm nay có em đồng hành cùng thì làm một phép thử cho các con để cho xem là nếu mà các con mà đi theo thì mình còn dặn dò các con. Nhưng mà cũng rất may là các con biết chạy. Nhưng mà các con chạy đâu rồi? Chạy khuất đồi sắn trên kia rồi anh. Ôi chạy lên trên kia luôn rồi hả? Chắc là các con sợ lắm nhỉ? Chắc là thế rồi. Dép còn bò lại đây. Ôi chạy mất dép luôn à? Ôi đây quý ông bà, con là chạy mất dép luôn à? Dép của cháu nào? Thế các con là đang ngồi đây làm gì? Đang bán dứa anh ạ. Đây có mua được ít dứa, mua nhưng mà các con bán nhưng mà em mua nhưng mà vẫn lấy tiền. Bán thì chắc chắn là phải lấy tiền. Đúng rồi. Thế là mua dứa xong là em mới cho kẹo xong mới rủ anh. Nhưng mà hai cháu lại bỏ chạy đi mất rồi. Đúng. Không quen biết chú nên là không lấy. Thế thì bây giờ mình đi lên trên nhà đi. Cầm dép đi lên cho hai con luôn. Nè. Cũng vì hai bạn nhỏ này thì cũng chưa gặp mặt em bao giờ ấy. Đúng rồi. Chỉ có em biết hai bạn này qua những lớp thước phim của anh thôi. Đúng rồi. Bởi vì là hôm nay là lần đầu tiên mà em Hiệu đồng hành với cháu Nghiêm của ông bà nên là các con là chưa biết em Hiệu đâu. Khi mà thấy người lạ là rủ rỗ đi theo là không đi, chạy đi trốn luôn rồi quý ông bà. Cũng rất là mừng. Nhất là các con gặp người lạ rủ rỗ thì các con biết đường chạy thì cháu Nghiêm cũng rất là mừng quý ông bà. Chỉ sợ là các con đi theo thôi. Anh chia sẻ với Hiệu một chút là vừa rồi ấy thì mẹ của hai bé cứ về đòi lấy con. Xong là bà có cho bé Nhôi, bé Trúc là xuống đây trốn. Xuống đây trốn thôi. Cho Trúc đi ở cùng mẹ. Đúng rồi. Người mẹ là đòi Trúc đi ở cùng nhưng mà bà cũng không muốn cho đi với cả anh nữa. Anh cũng sợ là khi mà các con đi ấy thì sợ bố Dượng không thương em. Thì bố Dượng sẽ đánh đập hay là như nào đấy. Thì giờ là cho Trúc xuống đây ở nhưng mà Nhôi ở nhà một mình thì cũng hay đi nghịch mấy khe nước ấy. Hôm qua còn sắp bị nước quấn đi mà. Thế là bà gọi anh hốt quá anh chạy lên xong à. Anh đón cho xuống đây ở với Trúc luôn, hai chị em ở cùng nhau để chơi với nhau đỡ phải ấy. Hình như là em cũng đi làm công việc thiện nguyện này thì đi chia sẻ thì em thấy là những người phụ nữ ở trên này hầu như người ta thấy gia đình khó khăn hay như nào người ta thường bỏ đi. Đúng sau rồi. Một thời gian thì gia đình ổn định hay là được ví dụ như Trúc Nhôi đây thì được anh về hỗ trợ giúp đỡ là cuộc sống là ổn định hơn rồi thì người ta thường quay lại để mà
phá hoặc là để nhận nuôi con các thứ nhỉ anh nhỉ? Đúng rồi. Thực ra thì bảo là anh giúp đỡ thì cũng không hẳn, bởi vì là phần lớn cũng là nhờ đến quý ông bà, cô chú và anh chị đã gửi những phần quà, những món quà rất ý nghĩa cũng như là những khoản tiền đến để giúp đỡ cho hai bé. Chứ còn anh thì cũng gọi là con nuôi nhưng mà chỉ đi chia sẻ chứ anh cũng chưa giúp được gì cho hai con mấy em ạ. Thì công việc này thì chỉ là làm cầu nối để kết nối những hoàn cảnh với lại các mạnh thường quân thôi. Công việc của mình thì mình cũng không giúp đỡ được người ta nhiều, mình chỉ giúp bằng tấm lòng thôi. Đúng rồi. Ôi hai bé là đóng cửa kín luôn rồi. Hai con là đóng kín cửa luôn này. Trúc ơi, Trúc ơi, Trúc ơi, bố nghiêm mà, mở cửa đi. Ôi. Con chào bố. Bố chào con, sao chạy nhanh thế? Con chào bố. Về đây nào. Ôi rồi nóng quá. Ôi ngồi ngoài một tí cho mát đi. Các con chắc là chạy toát hết mồ hôi rồi. Đến cả anh cũng chị đi bộ lên mà mệt quá. Chú hiệu mà, chú này là chú hiệu mà. Chưa gặp bao giờ, chưa biết đâu nhỉ. Hôm nay mới lần đầu tiên gặp. Chúc chào các ông các bà nè. Con chào các ông các bà ạ. Dạ. Con chào các ông các bà ạ. Thế vừa rồi con sợ à? Dạ. Con sợ không? Có. Thế Nhôi sợ không? Có. Thế là các con chạy thế là rất tốt đấy. Lần sau nếu mà có người lạ cho kẹo hay là cho cái gì như thế thì các con cũng phải biết chạy như thế nha. Biết chưa? Chạy như thế thì mới không bị bắt cóc nha. Cứ không quen là chạy đã. Ai bảo là đi chỗ bố thì cũng phải chạy nhá. Thế Nhôi con xuống đây ở với chị có vui không? Có. Thích ở đây hơn hay là thích về nhà? Thích ở với chị hay thích về với bà? Thích ở với chị. Thích ở với chị à? Thế ở đây là hết đi nghịch nước rồi đúng không? Ở đây không có chỗ để nghịch nước rồi quý ông bà. Ôi, nóng quá. Thôi đi vào nhà ngồi tí đi nhỉ. Đây là giới thiệu với em một chút. Đây là cái ngôi nhà mà của bác. Của bác thì cũng hôm vừa rồi ấy, bà cũng bảo cho hai con về ở nhà bác này. Thưa quý ông bà, thì hiện tại trên gian hàng của cháu Nghiêm thì cháu cũng muốn mở bán một số sản phẩm để khi mà cháu Nghiêm đi chia sẻ hoàn cảnh, những hoàn cảnh nào mà chưa nhận được sự hỗ trợ cũng như là yêu mến từ quý ông bà thì cháu sẽ trích cái phần trăm lợi nhuận từ cái việc bán hàng trên gian hàng của cháu để đi mua gạo hay là mua những thùng mì tôm để hỗ trợ cho những hoàn cảnh còn thiếu may mắn ở trên vùng cao của cháu. Thì gian hàng cháu bán gồm có thứ nhất là mật ong bạc hà, thứ hai là mật ong khoái rừng. Nhưng mật ong này thì quý ông bà cũng biết là tác dụng của mật ong này thì mình có thể pha với bột nghệ uống để phòng bệnh đau dạ dày, hay là mình có thể cho trẻ ngâm với hoa đu đủ đực để cho trẻ nhỏ uống là trị ho rất tốt và còn có công dụng như là ổn định huyết áp, ngăn ngừa bệnh tim mạch này, giúp ngủ ngon hơn, tăng cường hệ miễn dịch, tốt cho gan và làm giảm viêm hậu, chống lão hóa tốt cho gan, hỗ trợ giảm cân, ngăn ngừa viêm xương khớp, giảm ốm nghén cho bà bầu của ông bà, và còn rất là nhiều công dụng khác. Thứ hai là cháu có bán sản phẩm thứ hai là lá trị sỏi thận, sỏi bàng quang, sỏi niệu quản quý ông bà. Khi mà quý ông bà gặp tình trạng là đái buốt, đái rắt mà khó đái hay là tiểu đêm nhiều lần thì quý ông bà có thể sử dụng cái sản phẩm là thuốc trị sỏi đường tiết niệu này rất là tốt quý ông bà. Sản phẩm thứ ba cháu Nghiêm đang bán và cũng đang được rất là nhiều quý ông bà sau khi mua sử dụng và có phản hồi lại với cháu Nghiêm là sản phẩm này thì có công dụng rất là tốt và được quý ông bà mua lại rất là nhiều. Đấy là cây lá mắt gan quý ông bà. Cây lá mắt gan này thì có một cái đặc điểm là ở trên vùng cao chúng cháu mới có, và khi lá này thì bây giờ phơi khô rồi, khi mà quý ông bà mua đi và khi mà pha đun với nước sôi rồi quý ông bà dùng ấy thì lá nó sẽ tươi trở lại nhé quý ông bà. Thì công dụng cái này, lá này là mắt gan này, lợi mật này, giải độc gan này, an thần này, giúp tiêu hóa tốt, chữa viêm gan, xơ gan, men gan cao, gan nhiễm mỡ. Thì
cũng rất mong là được quý ông bà ủng hộ. Còn bây giờ cháu mời quý ông bà, cô chú và anh chị xem tiếp nội dung video của cháu ạ. Thế chị Diệp là đi bán củi chưa về à con? Vâng. Ui ôi, chân tay run hết rồi. Thế bố xin lỗi các con nhá. Đâu con, chạy mệt lắm không? Chạy toát hết mồ hôi rồi quý ông bà. Các con chắc là sợ lắm rồi. Nhưng mà cháu cũng muốn thử một lần xem, để xem là các con có biết sợ hay là biết phòng tránh người lạ không ấy. Làm thế cũng một phần là muốn dạy cho các con, để các con còn biết tránh người lạ không, là bởi vì ở đây cũng rất là giáp biên. Thứ nhất là sợ người lạ về bắt cóc các con. Thứ hai là sợ khi mà người mẹ vô tâm ấy nhờ người ta về lừa các con đi ấy, quý ông bà. Nhưng mà các con thì cũng thế sao mà biết người lạ xong là chạy à? Vâng. Thế chú ấy bảo những gì con? Bảo là mua sữa. Mua sữa cho á, rủ đi mua sữa. Vâng. Đi mua gì nữa, bảo gì mua, nữa? Chú bảo là mua hộ các con mua dứa. Mua dứa hộ các con. Vâng. Xong là rủ các con đi á? Vâng. Xong các con chạy luôn à? Vâng. Con sợ à? Vâng. Thế là lần sau ai dụ các con như thế thì các con phải biết nhá. Người ta cho kẹo hay là cho tiền. Nếu mà mình bán hàng người ta về mua thì mình bán dứa người ta về mua thì vẫn cứ bán bình thường. Nhưng mà nếu mà người ta cho kẹo xong là rủ bảo là đi ra đâu gặp bố thì đừng đi nhá. Trừ khi là bố hoặc là bố Khương ra thì các con mới đi theo nhá. Lần sau cứ như thế mà phát huy nhá. Các con giỏi lắm đấy. Thế bây giờ xuống dưới bán dứa tiếp hay như nào? Nhưng mà dứa đấy chú Hiệu chú mua rồi. Nhưng mà chú Hiệu mua nhưng mà cho tiền các con thôi, còn dứa là vẫn cho các con bán đấy. Nhá. Vâng. Dứa còn ném ở kia, dép của Nhôi vẫn còn ném ở kia kìa. Thế không lấy dép nữa à con? Hả? Con có lấy dép nữa không? Chạy mất cả dép luôn à? Vâng. Con chạy mất cả dép, quý ông bà toát hết mồ hôi rồi. Thế hai bác đâu rồi con? Hai bác đi làm việc. Đi làm chưa về à? Vâng. Thế là chỉ có con với Nhôi ở nhà. Vâng. Là còn chị là cũng đi bán củi rồi. Vâng. Thế thì đi bán dứa ở dưới kia được bán được quả nào chưa? Rồi. Bán dứa là các con lấy đâu ra? Đi nhà họ, họ nhà ta cuốc về ruộng nên họ cho. Đi hộ người ta cuốc về ruộng xong họ cho. Vâng. Cho mấy quả? 4. Cho 4 quả thôi á? Không, 6. 6 quả? Vâng. 6 quả, thế sao ở dưới kia có 4 quả? 2 quả đâu rồi? 2 quả lúc nãy có họ qua thì họ mua. Họ qua mua bán được bao tiền? 10.000. Được 10.000, xong là chú còn lại là chú Hiệu ra mua cho đúng không? Vâng. Thế từ hôm vừa rồi đến giờ là con tiết kiệm được bao nhiêu rồi? Ước mơ của con ấy bảo là đi bán củi và tiết kiệm tiền để mua xe đạp với quý ông bà. Thế là tiền này tự cầm à hay là nhờ bác cầm hộ? Tự cầm. Thế là còn thiếu bao nhiêu nữa thì mới đủ mua xe đạp bán củi với cả bán dứa hết hè thì có mua được xe đạp không? Thế Nhôi, con có tiền không? Hả? Con không à? Tiền của Nhôi chắc là cho vào bụng hết rồi nhỉ. Kẹo đâu rồi? Kẹo lấy chú Hiệu cho đâu, mang ra ăn đi con. Nóng quá nhỉ. Kẹo này lúc nãy chú mua mà. Ăn đi, bây giờ ăn được. Bây giờ ăn được. Sợ rồi. Bây giờ biết chú Hiệu rồi, không phải sợ nữa nha. Còn sợ chú Hiệu không? Con còn sợ chú kia không? Ăn kẹo đi, các con ăn kẹo đi. Thank you.
đi xuống dưới kia bàn dứa đi, dứa đấy bố với chú không lấy đâu, cho các con bán nhá. Xuống dưới kia bán dứa tí, khi nào hai bác về thì lại lên bán xong rồi lên nhà nhỉ. Đi. Các con sợ chạy về nhà đóng cửa luôn quý ông bà. Dứa này là ngọt không các con? Có. À, thế là còn 4 quả dứa quý ông bà. 4 quả dứa là chưa bán hết thì bây giờ cháu Nghiêm với cháu Hiểu sẽ ngồi bán của các con. Cái này bi chuối à? Bi chuối này con bán bao nhiêu? Để chú ra ngoài này lấy khách vào nhá. À, 2 cái 5.000 thôi á? Hôm nọ là bé Diệp là cho cháu Nghiêm 1 quả về ăn là rất là ngọt đấy quý ông bà, dứa này. Thế cứ thích ở đây bán dứa với chị không? Có à? Bây giờ thì cháu Nghiêm sẽ ngồi đây bán dứa cùng hai con quý ông bà. Bán đến tối, nếu mà không khi nào hết thì sẽ đi về, nếu mà không hết thì sẽ ngồi đến tối. Bán bao giờ cho hết thì sẽ di chuyển đi về. Bán dứa phải thấy ai đi qua, mua dứa đi chứ. Nè, cứ ngồi ngồi thế sao mà người ta mua, biết váy không hả? Ngồi đây muối đốt không phải mặc quần áo dài vào chứ hả? Các con phải mặc quần áo dài vào chứ. Áo dài con ở trên nhà. À, áo dài để trên nhà. Đi ra xuống đây phải mặc áo dài mới không muối không đốt nha. Biết chưa? Con biết chưa? Con biết rồi. Rồi ạ chứ. Sao toàn để rơi chứ ạ ở đâu đấy? Trả lời lại nào. Lần sau đi đâu phải mặc áo dài nha. Vâng ạ. Đấy. Người lớn hỏi phải có chữ ạ nhá con nhá.
Lúc nãy con ra đây ngồi lâu chưa? Con rồi. Lâu rồi á? Vâng. Thế là cứ các con là được đi làm cho người ta, quý ông bà được người ta cho dứa là cứ về đây ngồi bán thôi. Còn nhỏ thế nhưng mà biết tự kiếm tiền rồi đấy. Sao chị Diệp đi bán củi lâu thế chưa về? Chưa bán được củi à? Vâng. Ồ. Từ đây đi ra kia thì cũng phải tầm 2 cây số, quý ông bà ra chỗ để bán củi kia gần 2 cây số. Thì thước phim của cháu Nghiêm đến đây cũng khá là dài rồi quý ông bà, chắc là cháu Nghiêm sẽ xin phép được kết thúc thước phim và cùng các con ngồi đây bán dứa một lúc để xem nếu mà bán đến tối bán được hết chưa có ai mua hộ nữa không. Còn bây giờ thì cháu cũng xin chào và hẹn gặp lại quý ông bà, cô chú và anh chị ở những thước phim tiếp theo. Xin chào. Nào, con chào các ông các bà đi. Con chào các ông các bà ạ. Con chào các ông các bà ạ. Rồi.